200 triệu bảng, đó là số tiền được Arsenal chia ra vào mùa hè năm ngoái. Một kỳ chuyển nhượng thật sự nhộn nhịp với kẻ đến người đi. Và hàng loạt tân binh đắt giá đã cập bến ở Emirates. Nổi bật trong số đó là tiền vệ trăm cửu Declan Rice và cựu vô địch Champions League Kai Havertz. Những tưởng Arsenal đã có trong tay một đội hình đủ mạnh để vô địch Premier League sau khi hụt danh hiệu này ở mùa trước với những sự bổ sung chất lượng. Nhưng không, có một thực tế phũ phàng, Arsenal chi hơn 200 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái, tuy nhiên vẫn chưa thể có được đội hình đủ mạnh để vô địch Premier League. Thậm chí, họ còn có phần sa sút thậm tệ hơn về mặt thành tích khi rớt xuống vị trí thứ tư ngay từ tháng 1. Vậy, Arsenal nên làm gì tiếp theo? Giấc mộng vô địch không thể cứ thế tan biến. Họ đã đợi 20 năm, một quãng thời gian quá dài. Họ không thể để giấc mơ lớn một lần nữa tan biến. Nhưng trong tình thế nguy khốn hiện nay, họ chỉ có một cứu cánh duy nhất cho hy vọng vô địch, đó là kỳ chuyển nhượng mùa đông. Trước khi bước vào bài phân tích ngày hôm nay, xin quý vị khán giả đừng quên để lại một like, một subscribe và bấm vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn trên kênh nhé. Mikel Arteta và Declan Rice đều có chung kết luận sau trận thua 1-2 hôm Chủ nhật trước Fulham. Đơn giản là không đủ tốt. Và họ đã đúng, Arsenal không xứng đáng được bất kỳ điểm nào sau chuyến làm khách trên sân Craven Cottage bởi màn trình diễn của họ thật tệ hại. Tuy nhiên, điều đáng lo thực sự đối với pháo thủ đó là câu nói tương tự có thể áp dụng cho đội hình của họ. Hiện tại đoàn quân của Arteta đang thiếu hụt một cách trầm trọng ở một số vị trí để cạnh tranh trước vô địch Premier League mùa này. Thủ môn. Không thể chỉ trích Arteta vì mong muốn có một phiên bản nâng cấp so với Aaron Ramsdale, người hay mắc lỗi và chơi chân không thực sự tốt. David Raya có vẻ là sự bổ sung thích hợp, xét trên màn trình diễn ấn tượng của anh tại Brentford mùa trước. Tuy nhiên, bất chấp sự ủng hộ không ngừng nghỉ của Arteta, Raya tỏ ra khá run rẩy ở mùa này khi thường xuyên bị đánh bại bởi những pha dứt điểm không quá khó. Thủ thành người Tây Ban Nha không tạo ra được sự tự tin, đó là vấn đề lớn đối với hàng thủ. Không có dấu hiệu gì cho thấy Arsenal sẽ tìm kiếm một thủ môn khác trong tháng này, trong bối cảnh mà Arteta vẫn muốn gắn bó với Raya. Nhưng thay vì giải quyết vấn đề, có lẽ chính ông đang vô tình tạo ra vấn đề. Hậu vệ cánh. Đây là vị trí Arsenal dồi dào về mặt lựa chọn trước khi mùa giải bắt đầu, nhờ sự đa năng của Julian Timber, Ben White, Jacob Kiwior, Takehiro Tomiyasu và Alexander Zinchenko. Tuy nhiên, Timber sẽ không trở lại cho đến tháng 3. Phong độ của Ben White khá thất thường, còn Kiwior phải chịu trách nhiệm trong thất bại trước Fulham khi đá hậu vệ trái. Tomiyasu dính chấn thương và thậm chí đang tham dự Asian Cup. Trong khi đó, những thiếu sót ở hàng phòng ngự của Zinchenko đã nhiều lần bị khai thác. Do đó, người hâm mộ có quyền đặt dấu hỏi về quyết định cho phép Kieran Tierney tới Real Sociedad theo dạng cho mượn, vì nhiều người vẫn coi anh là hậu vệ trái xuất sắc nhất của Arsenal thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ không bao giờ biết liệu cầu thủ người Scotland có tạo ra sự khác biệt lớn cho chặng đường tới chức vô địch của Arsenal hay không. Nhưng trừ khi đội bóng phía Bắc London quyết định đi chợ hoặc gọi lại Tierney, họ sẽ gặp vấn đề ở cả hai hành lang cánh cho đến khi Timber hồi phục. Tiền vệ trung tâm, Rice được cho là mắt xích còn thiếu của Arsenal, một mẫu cầu thủ có thể đưa câu lạc bộ tới chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004. Tuy nhiên, trong khi tuyển thủ Anh đã tạo ra được ảnh hưởng lớn, phần còn lại ở hàng tiền vệ đang gặp vấn đề. Chấn thương của Thomas Partey rõ ràng là một tổn thất lớn, ngay cả khi Arteta chủ yếu sử dụng cầu thủ người Ghana ở vị trí hậu vệ phải trong giai đoạn đầu mùa giải. Nếu Partey khỏe mạnh, anh sẽ được sử dụng ở vị trí kiến tạo lùi sâu ưa thích của mình. Sự hiện diện của Partey sẽ mang đến sự che chắn tốt hơn cho bộ tứ vệ, đồng thời cho phép Rice đóng vai trò là người liên kết giữa hàng tiền vệ và hàng công. Nhưng khi lựa chọn đó không tồn tại, Rice đang phải đảm nhận quá nhiều công việc liên quan đến phòng ngự, vì trước mặt anh đó là hai số 10, Martin Odegaard và Kai Havertz. Dù Partey đã sẵn sàng quay trở lại thi đấu, vẫn có những nghi ngờ về việc anh sẽ chuyển đến Saudi Arabia để giúp Arsenal có thêm một khoản tiền cho việc mua một tiền vệ phòng ngự khác. Và trong khi Hao Pahinha của Fulham đã cho Arteta thấy chính xác những gì ông còn thiếu ở giữa sân với màn trình diễn ấn tượng tại Craven Cottage, người ta tự hỏi Arsenal có thể chiêu mộ anh hay không, bởi để biến điều đó thành hiện thực, rất có thể pháo thủ sẽ phải bán người vào mùa đông này. Tiền vệ tấn công, tiền vệ cánh. Arsenal không thiếu những lựa chọn thay thế Odegaard, Bukayo Saka và Gabriel Martinelli, nhưng bao nhiêu người trong số đó thực sự đủ giỏi để đá chính thường xuyên cho một đội bóng cạnh tranh danh hiệu? Arteta dường như không còn đặt nhiều niềm tin vào bộ đôi cây nhà lá vườn Emile Smith-Rowe hay Reiss Nelson nữa. Trong khi đó, Leandro Trossard tỏ ra không thoải mái khi thấy chỗ Martinelli hồi đầu mùa và trông vẫn chẳng khác gì một cầu thủ dự phòng. Cuối cùng, dù Havertz đã tiến bộ hơn trong những tuần gần đây và ghi được một số bàn thắng quan trọng, cầu thủ người Đức vẫn thường xuyên mất dạng trước những đối thủ khó chịu. Arsenal từ lâu cũng đã nhận thức được rằng họ cần một cái tên dự bị phù hợp cho Saka. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thực sự ký hợp đồng với một cầu thủ nào. Nghĩa là Saka, người được xem là nguồn ghi bàn và kiến tạo đáng tin cậy nhất đội, đang tỏ ra quá tải.
hoặc là Arteta cần xoay tua nhiều hơn, hoặc là ký hợp đồng với một cầu thủ chạy cánh phải chất lượng hơn. Tiền đạo. Rõ ràng vấn đề lớn nhất của Arsenal hiện tại đang nằm ở hàng công. Họ thủ ghi được ít bàn thắng nhất, 37 so với các đội bóng trong top 5 Premier League, cũng như kém hơn một Brighton đang xếp thứ 7 và Newcastle xếp thứ 9. Phải thừa nhận rằng họ đã làm rất tốt việc san sẻ bàn thắng cho nhau, nhưng việc Saka, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho họ, chỉ có 6 bàn cho thấy hàng công của họ đang thực sự có vấn đề. Hoàng Hy Chan 10 bàn, Havertro, Nicholas Jackson, Chris Wood 7, Richarlison và Doucouré 6 đều ghi bàn ở Premier League mùa này, nhiều hơn Gabriel Jesus là 3 và Eddie Nketiah là 5. Jesus đã ghi 4 bàn ở Champions League, nhưng tỷ lệ chuyển hóa cơ hội rõ rệt của anh trên mọi đấu trường là 27%. Điều này cho thấy ở tuổi 26, cầu thủ người Brazil vẫn chưa phải một chân sút đẳng cấp và có thể sẽ không bao giờ đạt được điều đó. Đang có rất nhiều tin đồn cho thấy Arsenal đang cố gắng mang về một trong những trung phong phù hợp trong kỳ chuyển nhượng tháng riêng. Victor Osimhen là một chữ ký đáng mơ ước, nhưng tiền đạo chủ lực của Napoli vừa mới gia hạn hợp đồng và sẽ không ra đi với mức phí thấp hơn là 9 chữ số. Brentford sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Ivan Toney, nhưng đang xuất hiện tin đồn cho thấy bầy ong sẽ đòi những khoản tiền điên rồ cho ngôi sao của họ, khoảng 80 triệu bảng. Điều này có thể sẽ loại pháo thủ ra khỏi cuộc chơi, trừ khi họ có một khoản tiền lớn nhờ việc bán Nketiah. Arsenal đang ở trong tình thế khó khăn, họ có những lo ngại rất thực tế về luật công bằng tài chính sau khoản chi tiêu khổng lồ vào mùa hè năm ngoái. Nhưng kỳ chuyển nhượng mùa đông cũng là một cơ hội quyết định danh hiệu cho họ, đồng thời cũng là một thời điểm quan trọng trong triều đại của Arteta. Liệu họ có một lần nữa ủng hộ nhà cầm quân của mình trên thị trường chuyển nhượng, hay họ vẫn đặt niềm tin vào ông với những nguồn lực hiện có? Arteta khẳng định rằng tất cả những gì ông muốn trong tháng riêng là tiếp tục làm việc với những cầu thủ đã đưa chúng tôi đi đến chặng đường này ở nửa đầu mùa giải. Nhưng việc Arsenal kiên trì với những gì họ có được cho là mang đến nhiều rủi ro, thậm chí còn lớn hơn việc vung tiền trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Bởi hiện tại Arteta và phần còn lại đơn giản là chưa đủ khả năng để vô địch Premier League. Trên đây cũng là chi tiết cuối cùng của bài phân tích ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã nán lại và lắng nghe. Sự ủng hộ của quý vị chính là động lực to lớn giúp kênh phát triển. Vì thế đừng quên để lại một like, một subscribe và bật ngay nút chuông thông báo để theo dõi kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Tạm biệt.